Xin chào, tôi là Mạnh Nát. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật thả bóng qua người hiệu quả khi nhận được truyền. Điểm bạn cần biết đầu tiên trong kỹ năng thả bóng đó là xác định tình huống khi bóng đang hướng đến bạn ở vị trí hậu vệ đang lao vào. Điểm thứ hai là bạn chạy tới hướng bóng như chuẩn bị đỡ bước 1 để nhử hậu vệ lao vào tranh chấp. Xem đỡ bước 1 như một động tác giả. Thứ ba là chọn thời điểm và khoảng cách thích hợp để mở thân người, hạ hông đỡ bóng bằng chân đồng thời đẩy bóng ra. Cuối cùng là tăng tốc quyết đoán về một hướng và vượt qua hậu vệ. Chúc các bạn tập luyện thật tốt. Và tôi là Mạnh Nát.